Ok các bạn nhá. Đang ôi trời ơi. Hôm nay là sẽ để cho Lindo là tự cầm ví của anh. Dạ. Bao chiêu đãi mọi người. Chiêu đãi mọi người. Dạ. Đấy, hôm nay là chiêu đãi mọi người là món kem Hồ Tây. Tí nữa là đi vào trong cái khu vực đấy. Dạ. Mua bán như thế nào, trao đổi như thế nào là một mình Lindo là xử lý hết. Thấy không? Hỏi han là đây, đây cầm ví, đây cầm ví quay đây. Mua chắc kem à? Mua kem để trang mừng à? Kem Hồ Tây. Dạ, kem Hồ Tây. Cầm kem Hồ Tây để trang cả anh em. Để cho anh em. Bây giờ Lindo ơi. Dạ. Không anh nhá. Mua kem. Dạ. Cho tất cả anh em ăn. Dạ. Đấy, từ Lindo mua từ Lindo trả tiền. Ok. Đây không ai nói gì cả. Không ai nói gì cả. Ok ok. Đây, đây chỉ theo thôi nhá. Dạ. Đây chỉ đưa ví cho tí phải trả lại ví nhá. Dạ dạ vâng. Cứ đếm họ nói bao nhiêu nghìn thì đưa mấy nhiêu nghìn thôi. Dạ dạ dạ. 100 nghìn thì đếm có từ 100 thì đưa 100 nghìn. 65 nghìn thì đưa 165 nghìn. Ok. Nó cũng giống tiền ăn của Lam mà, nhưng nó cao hơn thôi. Ok ok. Đơn vị. Tính tiền 100 nghìn là đưa tiền 100 nghìn. Dạ. Ồ ồ. Đây 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 rồi. Kem Hồ Tây. Thế mọi người ngồi đây chờ nhá. Đây đây đây, đi vào đây, đi vào đây. Mười ba mũi. Ok. Kem này đúng không? Thích kem nào? Cứ thôi, cứ vào mua hỏi thôi. Ok, kem này ạ. Cải cơm. Cứ hỏi chị là có kem gì? Cải cơm, cải cơm. Tự hỏi đi, tự hỏi đi. Kem dừa đi. Chào bạn. Kem dừa dừa. Là muốn à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muốn bày bày kem. Bày kem hốt dừa. Ăn kem gì? Kem hốt dừa. Hốt dừa à? Dạ, hốt dừa, hốt dừa. Chưa dừa. Vâng. Chưa dừa. Dừa. Vâng, vâng, chưa dừa. Chưa dừa, bày kem chưa dừa. Bày, bày kem chưa dừa, vâng ạ. Bày kem chưa dừa. Bày kem chưa dừa, vâng ạ. Bày kem chưa dừa, bày 856.000. Tất cả bảy mấy? 56.000. 56.000. 56.000. Nói tiếng Việt tương đối chuẩn đấy chứ. Bình thường, dạ, 56. 100 đấy cũng đưa 100 đấy trả lại. Dạ, dạ, 56.000. Vâng ạ. Ok. Đây là cánh tây mời ăn kem. Mới ngày là cánh tây mời ăn kem thịt thật đấy. Cho cái nhá. Mới ngày. Họ phu đây, họ phu tiến nè. Không lấy tiền phụ à? Khoan nè. Lấy tiền phụ chứ. Dạ dạ. Hết tư nghìn nha, trả lại nha. Đủ nha. Theo 100 nghìn là hết. 100 nghìn hết 56 nghìn, trả lại 44 nghìn. Vâng ạ chú ạ. Em cảm ơn chú nha. Vâng. Đúng rồi, cảm ơn chú rồi, đúng rồi. Vâng, chú cảm ơn, cháu cảm ơn chú. Ồ, đúng rồi. Vâng. Thôi, xong rồi. Xong rồi. Không, bên kia còn cả kém một quế nữa mà. Sao? Bây giờ chia đi chia mọi người thôi, mời mọi người mà. Trời, cái túi này kinh lắm này. Sao mà kinh? Ok ok. Cất vào túi luôn. Rồi bây giờ đi chia mọi người cho. Cảm ơn Dindo nhá. Dạ vâng. Ây da, anh à. Cảm ơn Dindo nhá. Dạ dạ. Em nhận này đâu ấy? Đâu ấy? À đây đây đây. Đây. Cảm ơn nhá. Ok. Em đâu à? Đây 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 đây. Cảm ơn Lindo. Ok. Đây là cò điệp về Lindo. Cò điệp phải cắt này. Đấy, điệp đây này. Ok. Đấy, cò điệp đây này. Đây là kem que, còn bên này là kem mốc quế cũng ngon này. Ăn tiếp. Ok. Đây rồi. Chào các bác nhá. Chào các bác. Vâng. Lấy nghe. Đây là cái chờ của bán kem thôi. Bây giờ đi muốn nữa. Đây chờ bán kem, nghĩa là đường. À không. Nhà hàng. Bán kem. Cửa hàng bán kem. Chờ bao nhiêu tiền này? Cửa hàng bán kem. Hai. Bây giờ anh em ra đây ngồi ăn xong là tí đi đồ vào đây là mua tiếp tục lại mua tiếp nhá. Dạ vâng. Kem này ngon này, kem một quế này. Kem hột tay. Tiền nào cũng đã ăn kem à?
chứ nắng, chứ nắng. Nóng quá đi mà. Nắng. Nóng quá đi ăn kem đi lắm. Dạ. Ngạch quá. Ăn kem phải là nhìn trong biển này, trong nước suối. Ồ, hồi biển. Nước suối. Nước suối. Ui, nhiều cá không? Cá nhỏ. Nhìn đồ, nhìn đồ gọi mấy bạn kia đi. Ăn hết rồi này, đi mua tiếp đi, mua cho cái kem nữa. Ừ. Dạ. Đạp vịt kia, đạp vịt kia. Đây kìa. Nhìn đồ gọi đi, gọi bạn kia. Không. Nó là hồ cá như này à? Nhiều cá mấy. Đấy. Cá tôm mới bắt ở đây lên đấy. À, ôi giời. Ăn nữa nhá. Đi đồ vào đi mua kìa. Dạ vâng, vâng. Ai ăn nữa nhờ? Ai ăn kem nữa nhờ? Lý ăn đâu? Đó. Lê ăn đâu? Thấy rẻ rồi mời xuống. Đi, 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 đi đồ này vào ăn đi. Vâng, vâng, vâng. Lạnh quá. Lạnh quá. Ừ. Có ngon hơn kem Hùng Kaka làm ở trong kia bản không? Có, ngon hơn. Wow, kem đây là ngon nhất đấy. Anh vừa chỉ chỗ cho đi đồ nhá. Vâng. À, ngày xưa đi đâu bắt con chim như này này. À, ngày xưa bắt con chim kia gì? Dạ. Chim này. Chim sẻ. Dạ, chim sẻ. Được kìa. Đấy. Đây là hủ rác kia. Bây giờ đi mua thì em. Ai? Thế chú kia phải. Ai cũng phải tiến á. À, ok, ok. Ok. Ok, bây giờ đi mua tiếp nha. Kem loại khác nha mọi người ạ. À. Kem loại khác. Không mua kem này nữa. Xe buýt 2 tầng chỗ nào giờ nhỉ? Này em mới thấy. Chào mọi người. Hello, hello. Chú Hằng đâu ấy? Ô tô điện à? Hello, chú Hằng đâu ấy? Kem. Đi xe đấy kia đúng không? Em sẽ chạy sang hỏi đi. Đúng rồi, kem. Đây là ô tô điện à, không phải. Ô tô điện được. Ô tô điện đẹp à? Ô tô điện đẹp mà. Kem này ngon hơn. Hình như là bắt đầu bến ở đây sao nhỉ? Kem này ngon hơn. À, ừ. Dạ, em xin chào chị ạ. Đây là muốn mua dạ, kem bánh. Kem gì đấy? Kem tươi. Bani và sau. Dạ? Bani và sau. Vâng. Vâng. À, dạ. Mua một loại. Ba người, 4, 5, 6, 7, 7 người. Có mấy lớn không anh không? Hả? Đấy, chú đi trước đi. Dạ, 4 cái thôi ạ, 4 cái thôi. Đang đang quay một tí. Dạ vâng, ok. 4 cái thôi. Đấy các bạn này. Kem này cũng Angola cũng có. Hai này. Có đấy thế. Kem này hôm mà Hùng Kaka chẳng có thế. À, dạ vâng. Anh cắm ấy. À có mấy người ăn? À dạ dạ. Mua mấy gái? 4 cái. 4 gái à? Dạ. Tâm đi cái ấy Khánh không ăn à? Ngân không ăn à? Ok. Ngon hay? Ngon. Anh cắm để đưa cho Linh. Đấy, đây là Điệp. Vâng. Điệp này. Ok, bây giờ bao nhiêu tiền ạ? 400.000 à? Ok. Đây cần không? Vâng. Vâng ạ. Cái này. Đây. 20.000. 400.000, đây này. Đúng không? 40.000, 8.000 nữa. Hết rồi đấy. Hết rồi chị ạ. Chị. Dạ, đây đây. Vâng. Ok. Ăn được kem
ăn kèm cho liền luôn. Vâng. Em cảm ơn chị nhá. Vâng. Ok. Đấy, bắt đầu là có người người tiếng Anh. À, chào muộn, chào cái. Tao đi đây, là tôi biết nói gì nói. Hi. I'm not speak English. Yes. I'm Africa, Angola. Yes. Mỗi thế. Sorry. Yeah, đi đâu vừa nói gì đấy? Đi đâu biết tiếng Anh quên cả em luôn. Chào bạn, tôi biết nói tiếng Anh. Tôi đến từ Châu Phi, cảm ơn bạn. Ôi trời, tiếng Anh là cảm ơn bạn cả. Vâng. Anh Hoàng Anh à? Anh Hoàng à? Ai đấy? Đâu ấy? Vâng ạ. Ôi nhiều quá. Ăn đi. Ê, không ăn rồi. Lành quá nhỉ. Người hoa hậu. Làm sao? Mua thêm một cái nữa. Cho em. Nhưng mà Diệp lúc này là bảo không muốn ăn. Ờ, mua thiếu rồi. Rồi. Thế ăn chung. Em được một đi. Vâng, lại được một đi. Ôi giời, ốc quế. Ốc không phải gì đấy, một tiêu tiêu à. Mua thêm một cái này mà không mua. Cái mùi dứa chứ lắm. Ôi trời đi, bây giờ đồng người rồi, đồng người xếp hàng. Xếp hàng. Kem sữa chua. Kem sữa chua. Chị ơi, một kem nữa. Vâng. Đây có đúng không? Đây có 2.000 đồng thôi. À vâng. Linh đồng có chắc quan tiền Việt Nam đâu? 50.000 này. Vâng, một kem thôi. Năm 2.000 vâng. Năm 2.000 đúng không? Vâng. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Vâng. Ok, đi thôi. Ui giời. Đi thôi. Đây em ơi. Đây. Ok. Anh xin lỗi nhá. Em không cảm nhá. Đây. Có gì? Có tiền chưa hết. Bây giờ xong rồi hề. Xong rồi. Ok, mười ngày là này thế. Có cái quên tiền đấy. Ai thôi thôi. Thôi chào mọi người, mình đi đây nhờ. Chào mọi người, anh em mình này di chuyển tiếp nha mọi người nhá. Ok, chào mọi người là bây giờ chào người ta. Chào. Kiểu ảnh lấy được. Vâng ạ. Đi đâu? Chúc anh cắm cả kem mà được không? Có được. Vâng. Ok. Quang Linh Vlog. Dạ. Ôi trời anh chị. Tiệp béo. Cảm ơn nhá. À đây. Ê, trời. Sao để hôm nay đỏ thế nhở? Đi bước chân phải nào gặp. Vâng. Ok.
Ok. Dạ. Ok. Thì là anh em mình xin phép chào các bạn đây. Chào các bạn. Ok, mình nghe thấy video này hay, thấy ý nghĩa và đăng ký kênh Anh Tiền Vlog của Sông Châu Phi để ủng hộ hai anh em, để ủng hộ hai anh em nhá. Chào các bạn.